thưởng thức một món uống mà mình yêu thích nhất trong một không gian máy lạnh, mà bên cạnh đó thì là những chú mèo rất là đáng yêu, ngộ nghĩnh. Ý tưởng độc đáo ấy, bạn đã bao giờ khám phá hay chưa? Hôm nay Khang sẽ dẫn các bạn đến với một không gian tuyệt vời như thế. Chào mừng quý vị đã cùng đến với chương trình Quán Lạ Thành Quen. Và tôi là Nguyễn Kha, xin mời. Vô rồi. Hello Lily, xin chào. Mới vô là nghe Catholic xin chào rồi. Chào em. Dạ vâng, em chào anh ạ. Anh uống gì ạ? Đây nhà em có cái combo, nếu mà anh đi một người á thì sẽ có combo là 60-89 nghìn là một vé và một nước nha anh. Ừ, nhiều món ngon quá ha. Dạ. Trời nắng vậy anh thích uống nước dừa. Nước dừa trái ạ? Ờ. Nước dừa trái thì hiện tại nhà em không có, lần không sau có em hả? Sẽ cập nhật thêm nha. À vậy hả? Ở đây nước nào ngon? Đề xuất anh coi. Dạ. Chắc là anh uống nước Miss Tea nha. Miss Tea nhà em là best seller đó. Vậy hả? Best seller hả? Sao trong này không thấy ghi giá vậy? Nước nhà em là đồng giá anh ơi, 89 nghìn là một vé và một nước rồi, anh gọi nước nào cũng được. Đắt gì ạ? Bình thường anh thấy nước này người ta bán có 50, 60 mà bên em bán 89 ngàn nữa. Ờ, tại vì quán nhà em còn phải chi trả nhiều chi phí cho nên là sắp tới nếu mà có điều kiện em sẽ giảm giá. Còn bây giờ anh thông cảm cho em nha. Ờ, nghe giọng dễ thương quá à. Em nhân viên mới hả? À không, em chủ quán ạ. Hả? Chủ quán hả? Dạ vâng. Ủa? Em mở ra anh coi coi. Phải không ta? Em chủ quán. Linh Ngọc Đàm. Vâng. Trời, sao hôm nay em đứng máy vậy này, giờ anh tưởng nhân bé nhân viên mới. Tại hôm nay Covid quá, nhân viên nó nghỉ bớt anh ạ. À thế à? Thì anh có ý này nè. Bây giờ mấy khách khác là chỉ toàn tụi em pha đúng không? Với một người mà gọi là miệng bằng tay, tay bằng miệng nha, anh muốn vô đây anh pha luôn. Dạ được. Được không? Được không? Dạ được ạ. Trời, mấy này dễ dãi dễ sợ cái gì. Chung là em chiều khách lắm anh, khách nói gì là được đấy. Ở đây khách là thượng đế mà anh. Thôi thế dạ. À? Đây thì em có chuyên gia luôn. Rồi, vô đây. Dạ. Anh thấy cái quán này nó có nhiều cái đặc biệt lắm. Ví dụ như không gian của nó cũng đặc biệt mà nhân viên cũng rất đặc biệt. Tại sao nhân viên anh thấy là mấy bạn trẻ trẻ không làm phải bartender. Nhưng được mà không? Bình thường những quán khác không. Nhân viên người ta cũng ví dụ như có những quán á tụi anh vào là nhân viên pha chế họ cũng phải tầm 30 trở lên. À thế thì những cái người mà có kinh nghiệm như thế thì tiền lương nó cao ấy. Còn quán nhà em thì mới mở thành ra cái ngân sách nó chưa nhiều, em chỉ có thể thuê những cái bạn trẻ thôi. Nhưng mà những cái bạn trẻ này vẫn rất là tài năng, rất là tiềm năng. Thì em rất muốn hướng dẫn anh. À. Thế nhưng mà không phải chủ quán cà phê nào cũng biết pha cà phê đâu anh. Ủa pha sữa chua cũng vậy luôn à? Nhưng mà tại sao cái sữa chua đào này lại gần lên là Miss Tea? À Miss Tea thật ra là tên của bạn thân em. Thì em mở quán thì em cũng muốn là cho mấy cái đứa bạn thân em vào mỗi đứa một ít. Thì là em có món Miss Tea này, em có cả món Nguyên Pu đấy anh. À thế à? Tại sao không có tên em? Thôi em chủ quán em cho vào nhiều người ta nói. Ôi còn sợ gì nữa em. Thôi anh. Thôi trời. Ôi, anh. Con bé nó giả bộ khiêm tốn nha quý vị. Bây giờ vậy nè, anh với lại bà chủ của em á sẽ thi tài nhau đi. Dạ. Ai sẽ pha chế ngon hơn, đúng không? Dạ. Nhưng mà chắc chắn không thể nào là em là người nhận xét. Tại vì em nhận xét thế nào là chủ em cũng thắng rồi. Nhưng đúng chắc không? Chắn cũng không thể nào là người ekip anh nhận xét. Ekip anh nhận xét đương nhiên là sẽ mênh anh rồi. Đúng. Cho nên là mình sẽ lên, mình mời khách người ta uống. À, mà hai cái ly này khách không biết ly nào là ly nào luôn. Nếu như mà anh thắng thì em sẽ free hóa đơn của anh hôm nay. Vâng. Và nếu như mà em thắng thì anh sẽ được em tặng free hóa đơn ngày hôm nay. Được không? Tuyệt vời. Quá là phù hợp. Thôi khách hàng là thượng đế mà mọi người. Mình không dám nói gì đâu. Em nói em đừng nói gì. Em nói vậy nghe có vẻ cam chịu lắm. Không được. Em phải vùng lên. Em phải vùng lên. Em phải nói đúng thật cái tính cách của mình. Em đâu có hiền như vậy. Quý vị đang cùng đến với lớp học pha chế của thầy Nguyên Khang. À không, không, của thầy Tú. Thầy Tú sẽ hướng dẫn Nguyên Khang cùng với lại Linh Ngọc Đàm sẽ mà pha chế cái món sữa chua Miss Tea. Rồi mời em. Rồi bây giờ em có là 30 syrup đào. Thì mình đổ vô. Bên đây là có 40ml sữa tươi ạ. Ủa mình có đổ theo thứ tự cái nào trước cái nào sau không? Dạ không ạ, mình cứ bỏ vô cũng được. Đây là 30ml sữa đặc. Ủa anh tưởng sữa chua là phải bỏ sữa chua vô chứ.
từ từ anh gấp không? Cái gì nó cũng phải có quy trình, anh cứ từ từ đi. Thì ở đây em có chanh, thì em bỏ một trái chanh vô cho nó chua. Dạ. Ví dụ mình bỏ chanh dây được không em? Dạ không ạ. Anh ơi, đấy là người ta có cái công thức rồi. Anh đừng thắc mắc nữa. Bé lạ. Anh phải thắc mắc để gì? Thắc mắc sẽ giúp cho chúng ta nhớ lâu, đúng không? Cho đây em có đá. Dạ. Mình lắc lên. Lắc lên. Mình lắc xong rồi thì mình đổ vô ly thôi ạ. Đổ vô ly. Bây giờ là xong rồi hả em? Dạ đúng rồi ạ. Nếu mà mình thấy... Đáng ra nãy mình không nên mở cửa cho nhân vật này bước vào các bạn ạ. Rồi. Giờ mình trang trí nào xong rồi ở đây tụi em có cuốn lũi á. Thì tụi em để lên, đi co lên cho nó đẹp. Thế là xong một ly ạ. Ly này bao nhiêu tiền nè em? Là em chưa quên chụp. Nhà em đồng giá anh ơi, nhà em đồng giá 89.000. 89.000, một cái giá cực kỳ hợp lý. Để em phân tích cho anh này, 89.000. Nhưng mà thật ra cái tiền nước chỉ có 39.000 thôi. Mà cái ly này 39.000 không hề đắt. Đúng. 50.000 tiền kia của nhà em là tiền gì? Tiền vé vào cổng. Cái vé đấy em đang phục vụ cứu trợ động vật. Cái tiền đó là tiền 50.000 cứu trợ động vật. Thì mọi người đang góp một phần nào đấy để em giúp đỡ các em mèo hoang thôi. Không, vậy là có ý nghĩa đó. Chứ tưởng mà 50.000 đó để vô ngắm em hay là ngắm mèo thì anh thấy hơi đắt. Nó hơi đắt thiệt một chút nha. Nhưng mà nếu mà cứu trợ động vật là ý nghĩa, phù hợp. Rồi bây giờ nè, đó, tới lúc mà chúng ta sẽ bắt đầu pha chế. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ thử thách xem tài nghệ pha sữa chua của cả hai như thế nào. Mời em. Đây. Ok, cái nào pha trước cũng được. Rồi. Bé rất là âm thầm làm. Ok. Thì cũng thấy là công thức thì như nhau, nhưng mà pha người ta có đặt cái tâm của mình vô trong đó hay không. Đấy. Bên kia làm có vẻ rất tập trung nhau cái gì. Lắc vô hồn, không có một cảm xúc khi lắc. Không hề nở một nụ cười luôn nha quý vị. Pha sữa chua cho khách mà không cười luôn. Dạ. Sự khác biệt giữa một người pha nước ở trong. Còn một người pha nước có tâm. Quý vị nhìn thấy rõ liền đúng không? Đó. Đó, lắc như vậy nè, đó mới đều được. Trời, lắc quá, nó kẹt rồi. Rồi ok. Trời ơi, xuất sắc chưa quý vị? Trời ơi, xuất sắc. Ba cái là vừa đủ ấy anh. Đấy. Đấy, tuyệt vời. Thưa quý vị, thật ra là một ly nhiều một ly ít là tại vì ly này bỏ rất nhiều đá. Nhìn có cảm giác như là nhiều thật nhưng mà nó sẽ bị loãng. Còn cái ly người ta bỏ ít đá nhưng mà nó tinh chất, phục rượu lên cho khách một cái thôi là khách uống vô đúng cái vị chuẩn liền. Thế thì bây giờ anh em mình mang lên coi khách người ta đánh giá nhá. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta lên trên mời khách thưởng thức. Vâng. Bây giờ mình vô đây nha, mình sẽ nhờ một khách nào đó giúp mình. Qua đây đi, bạn này có ba bạn dễ thương nè. Chào các bạn. Tụi anh đang làm một cái cuộc thử thách xem ai pha chế sữa chua ngon hơn. Thế thì nhờ tụi em giúp giùm anh đánh giá xem là cái ly nào ngon. Em xin lỗi làm phiền anh chị một tí nhá. Tại vì bên em đang có một cái thử thách ấy. Em với anh ý pha hai ly xem là ai pha ngon hơn. Đây, mỗi bạn hai cái ống hút giùm anh. Thử từng ly. Đây là sữa chua đào. Rồi. Tại vì em không hảo ngọt lắm nên thấy ly này ổn hơn. Ly này ổn hơn. Còn em? Em cũng thấy tại vì ly này nó thơm vị đào hơn. Thơm nó vị đào hơn đúng không em? Cái này ngọt hơn đúng không em? Vâng. Ly này thơm hơn đúng không? Vâng. Tụi em đánh giá xong rồi đúng không? Trước hết là tụi anh xin được cảm ơn cái thịnh tình của em. Và cũng xin được công bố với em là... Em muốn anh nói hay em nói vậy?
Ly này là em pha, nhưng mà tại vì em hảo ngọt. Và Ly này là anh pha. Và cũng nhờ phần đánh giá của tụi em mà cái bill này anh không cần thấy tính tiền. Em cảm ơn hai chị. Cảm ơn tụi em nha. Dạ, em cảm ơn hai chị. Vâng. Dạ kính thưa quý vị, như vậy thì với phần thắng vừa rồi thì Nguyễn Khang đã được thưởng ly sữa chua của bạn nãy pha chế. Ủa em uống gì ạ? Đây em uống ly Uyên Pu, một đứa bạn thân khác của em. Còn anh uống của Miss T. Dạ. Mốt anh sẽ khen Miss T là anh đã được uống sữa chua của em. Mốt anh có sang quán nó thì anh đừng chặt chém như ở quán nhà em nha, tội nghiệp nhỏ. Ủa em nói cái gì vậy em? Chặt chém không hề có trong từ điển của anh. Anh rất hiền đúng không anh? Anh dạ, rất... Đứa nào hiền hơn anh là anh... Đó rồi, cho nên là nó không thể nào hiền hơn anh cả. Yeah, ok. Tại sao em đặt tên quán là Catholic? Cái lúc đầu tiên mà em đặt tên quán á, thì em đặt là Cat. Cat là con mèo. Cat nhưng mà Cat kia là C và, mà. Vâng, nhưng mà... Và Cat là con mèo và cái đuôi Holic là giống như là một cái sự nghiền con mèo. Nhưng mà mèo. Khi mà em ghép hai cái đấy vào với nhau thì có, em có search lên trên mạng thì lại có một cái thương hiệu khác nó cũng đã đặt cái tên là Cat Holic rồi. À. Nhưng mà lại em là rất là thích cái từ đấy, thế là em mới đổi chữ C thành chữ K. Trong cái quán có bao nhiêu con mèo? Quán nhà em bây giờ thì đông lắm, phải cỡ 40 con. 40 con? Wow, thế bao nhiêu con là của em? Trong đấy thì mèo nhà em tầm 15 bé, còn lại là mèo hoang. Mục đích ban đầu khi mà em mở cái quán này là do em gặp quá là nhiều những cái em mèo bị bỏ ở trên đường á. Em hay ở trong mấy cái group mèo thì người ta hay đăng lên là anh chị ơi ở đây em có con này các thứ khổ quá rồi, con kia khổ quá, nhưng mà bản thân em không cứu chúng nó được. Là tại vì em ở chung cư rồi mèo nhà em các thứ mà nếu như mang mèo lạ bên ngoài vào rồi nhỡ chúng nó bệnh tật các thứ em không kiểm soát được. Thành ra em vẫn chăn trở về cái điều đấy, em mới quyết là em mở một cái quán để có cái không gian rộng rãi thoải mái, em đón chúng nó về từ mấy cái trại cứu trợ động vật ấy anh. Đấy. Nhưng mà nếu mà ở trại cứu trợ động vật á thì nó sẽ có rất là nhiều trường hợp, ví dụ như là có mèo bị bệnh cũng có nè, có mèo bị thương tật cũng có nè, rồi cũng có những trường hợp là mèo nó bị thất lạc cũng có. Thế thì việc mà mình cứu trợ như vậy thì anh nghĩ là nó cũng phải có một cái tiêu chí nào đó nhất định để mình nhận nuôi những chú mèo này đúng không? Thật ra thì tiêu chí của quán nhà em đơn giản nhé, rất là đơn giản. Đấy là mình sẽ cứu những cái trường hợp mà nó éo le nhất, những cái trường hợp mà không có người nào mà nhận nuôi hay là sẵn sàng đón các em về nhà thì em sẽ nhận nuôi những cái trường hợp đấy. Cho nên thành ra là ở quán em có rất là nhiều bé, ví dụ như là cụt đuôi này, ví dụ như là bị thiếu một mắt này. Đấy, đa số mèo quán nhà em mà mèo hoang ấy thì đa số là bị khiếm khuyết một vài những cái bộ phận hoặc là sao đấy. Thì những cái bé đấy thường là sẽ ít chủ muốn nhận nuôi về thì em sẽ đón những trường hợp đấy về. Anh nghĩ là em đã cũng phải tìm cái mặt bằng để phù hợp với một cái không gian mà rộng rãi cho mấy con mèo. Thậm chí là anh thấy em cũng đề co rất là nhiều cái gọi là cái chỗ cho nó chơi. Dạ. Ví dụ như là anh thấy là có cái chỗ là cho nó nằm ngủ với cái lồng kiến này luôn nè. Dạ. Hoặc là những cái chỗ cho nó để leo trèo rồi nó nhảy nhót này nọ đúng không ạ? Vậy là em phải cải tạo lại hầu hết cái quán cà phê này của mình. Dạ vâng. Thật sự thì cái phần mà lựa chọn tìm địa điểm ấy, cái thời gian đầu nó rất là khó khăn, là tại vì em không thể tìm một cái quán cà phê bình thường được, mà em muốn là em phải cải tạo lại từ A đến Z theo ý và sở thích của em. Và những cái nơi vui chơi cho bọn mèo thì em muốn là phải làm thật là cẩn thận, cho nên là em đã phải tìm một cái mặt bằng. Thứ nhất là mặt tiền ngoài đường, thứ hai là phải rộng rãi đó, thứ ba là phải có khả năng để em cải tạo lại để phù hợp với bọn mèo. Cho nên là cái thời gian tìm mặt bằng của em khá là dài, phải mất 3 tháng em mới tìm được. Trong cái mùa dịch này thì anh nghĩ là cái việc mà duy trì cái hoạt động nó cũng khá là khó khăn đúng không? Dạ vâng, thì như mọi người đã thấy là cái mặt bằng này ở mặt tiền và mặt tiền quận 4 thì nó khá là mắc. Nhất là trong mùa dịch này thì em cũng đã cố gắng xin chủ nhà giảm, nhưng mà cũng chỉ được một phần nào đấy thôi chứ không đáng là bao nhiêu cả. Thì nói chung là dịch bệnh em nghĩ là khắp nơi mọi người đều khó khăn thì mình khó khăn cũng là điều dễ hiểu. Thế thì vốn từ đâu mà em có thể đầu tư cho một cái cà phê mà 3 tầng như thế này? Ngày xưa em làm livestream. Thì cái thời gian mà em làm livestream và YouTube á thì em kiếm được cũng kha khá. Thế cho nên là khi mà em kiếm được tiền thì cái việc đầu tiên của em làm là em mua một căn nhà. Sau khi em mua được một căn nhà rồi thì em lại góp tiền em mở một cái quán cà phê.
Đó. Em bây giờ cái nghề livestream của em có cần người không để anh qua anh làm? Chứ bây giờ anh làm cả nghề MC mấy năm trời không có tiền mua nhà luôn em đó. Em nghĩ anh này, đi ở thế này, nhà thế này khác em thôi. Em nghĩ thế này. Em thấy có rất là nhiều người làm MC nhưng mà ở biệt phủ nhà anh thì không phải là do nghề của anh hay nghề của em mà là do duyên, người ta đến đó người ta kiếm được gần ý đó. Ý của em nói là anh vô duyên. Ý của em nói là anh vô duyên. Anh thì không anh có đủ duyên để mà mua. Có thể là có thể là anh có và anh mua rồi nhưng mà anh không công khai thì làm sao em biết đúng không ạ? Nếu như mà ta biết em đây là cái nơi mà gọi như là cứu trợ và nuôi dưỡng những con mèo thì có trường hợp nào người ta đến gõ cửa cà phê của mình xong người ta gửi con mèo đến đây hay là kiểu người ta bỏ trước cái quán của mình cái con mèo không? Thật sự quán nhà em mở ra thì nó là mô hình cà phê nhưng mà em cũng có chia sẻ với mọi người là em cũng có cứu trợ động vật thì những cái trường hợp nào mà khó khăn quá mà ấy quá thì có thể mang qua quán nhà em nhưng mà trời ơi từ cái hồi mở ra mọi người mang qua quá trời luôn, hết inbox fanpage rồi nhắn cho bọn em là chị ơi phải đến đây, không có mang đến quán em mà bắt bọn em là phải chị ơi phải đến đây, trường hợp này ở đây này, chị đến chị đón chúng nó về đi. Có những trường hợp dã man hơn là mèo con mà đẻ ra đỏ hỏ luôn vứt trước cửa quán nhà em mà 3-4 giờ sáng nha. Thà như là đem vào cho nhân viên em bảo là chị ơi này nuôi hộ em hay gì đấy không, vứt trước cửa quán nhà em mà kiểu không có đậy không gì hết mà vứt tơ hơ vậy đó mà nhỡ đâu chó mèo chó hoang các thứ người ta đi qua ăn mất thì em tức mà em lên trên mạng em lên trên mạng em chửi nữa. Nhưng mà cái nết của mình nó cũng hiền lắm. Và như trong cái trường hợp đó thì em có nhận nuôi không? Có chứ, em vẫn nuôi chứ anh. Em vẫn nuôi hả? Thì vẫn phải đấy, nhân viên đến mở ra mà mở cửa quán mà thấy mèo con là ôm hết vào trong. Nhà em là bây giờ quá trời mèo con luôn. Hồi đầu á là em chỉ nuôi mấy bé mà mèo hoang mà lớn lớn rồi, nhưng bây giờ quán phải cỡ tầm 10 mấy con mèo con, 15 con mèo con. Như này sẽ dẫn đến trường hợp là một ngày nào đó số lượng mèo của em nhiều hơn số lượng khách là nhân viên. Bây giờ thật ra là bây giờ nó cũng đang hơi bị quá tải một chút rồi, nhưng mà em thì em vẫn có đủ tiềm lực để em nuôi chúng nó ở bên trại cứu trợ về. Thì là lúc đấy em sang bên trại thì em thấy tình hình bên trại cũng đông, mà một cái phòng mà chúng nó ở rất là nhiều đứa, thế nên thành ra em mới chật quá đúng không em? Dạ, thành ra em mới đón bớt về bên này. Thì lúc đầu em đón 15 bé. 15 bé, còn bây giờ thì nó đã lên đến tầm hơn 30 bé rồi. Có một cái mà em thấy khá là hay ở quán em nhưng em nghĩ là mọi người chưa biết đến nhiều, là bởi vì khi mà em cứu các bé mèo hoang về đây thì đồng thời là em cũng có tặng các bé mèo hoang cho những bạn chủ mà có mong muốn là muốn đón các em về. Nhưng mà có vẻ là các bạn làm sao mình biết lắm. Nhưng mà làm sao mình biết được cái chủ đó người ta có tốt hay không? Khi mà bọn em tặng một bé mèo hoang ở nhà em đi ấy, thì thứ nhất là bọn em không thu bất kỳ một chi phí gì. Cái thứ hai là bọn em lấy đầy đủ hết thông tin, chứng minh thư, nơi ăn ở, học tập và làm việc. Và bọn em có xin kiểm tra các bé thường xuyên, định kỳ. Xin là bọn em xin liên lạc, ví dụ như là xem xin qua video ảnh hoặc là bọn em đến thăm thì đến thăm xem điều kiện ăn ở của các bé ra sao. Giờ hả em? Dạ. Điều giờ là thường hay được báo cáo sắp xếp trước lắm. Thật ra thì em tin là những cái trường hợp mà một khi là người ta đã phải cất công, người ta đến đây người ta xin bé về, thứ nhất là rất là xa xôi và thứ hai là người ta cũng phải có cái tình yêu thương nhất định. Thứ ba là em thường lựa chọn những cái bạn mà khách quen ở quán em, là em chọn mặt gửi vàng rồi, là em phải biết là bạn đó như nào, khách quen và tình hình ăn ở, học tập ra làm sao, tính tình như nào thì em mới đưa. Qua câu chuyện của con mèo, bắt đầu nết của em nó đã được thể hiện ra. Dễ thương. Với cái công việc của em bận rộn như vậy thì làm sao mà em có thể đảm bảo và lo hết được cho cái lũ mèo này về việc ăn uống rồi chăm sóc, ví dụ như là móng tay móng chân của nó rồi lông của nó chẳng hạn, ví dụ vậy thì làm sao mà mình đấy là lý do mà anh thấy tại sao quán em bé mà quá trời nhân viên. Quán em rất là nhiều nhân viên luôn, cỡ phải 10 mấy 20 bạn. Đấy là một ca thôi đã là hết, là quản lý ca rồi đến nhân viên rồi đến những bạn chăm sóc mèo là rất là nhiều. Cho nên là em cũng yên tâm là giao cho các bạn, mà thường là những cái bạn mà em tuyển vào quán ấy, các bạn ấy đều là những người rất là yêu thương động vật đó, và em vào đây thì các bạn ấy chăm sóc động vật giống như là một niềm vui chứ không phải là một công việc, thành ra em rất là yên tâm. Nhưng mà nuôi mèo này thì nó sẽ có hai vấn đề, một đó là lông của nó sẽ rất là rụng mà sẽ bay vào trong không gian, hai nữa là mùi của nó nữa.
Thế thì làm thế nào mình có thể giải quyết được hai vấn đề đó? Anh đang nhắc đến cái vấn đề tốn tiền nhất ở nhà em. Đấy là cái bộ lọc không khí khử mùi. Và em phải mất cất công là em xây riêng một cái toilet riêng cho bọn mèo. Là khi mà anh bước vào á, anh sẽ cảm thấy cái quán của em nó là một quán cà phê bình thường, nó không hề có mùi gì hết, cũng không hề có lông liếc gì bay lung tung trong không khí, là không có. Là tại vì bên nhà em đã bỏ tiền ra để lắp cái bộ lọc, cái đường ống các thứ, lọc không khí và khử mùi. Và bên cạnh đó là có toilet riêng ở cho mèo riêng. Thế thì với việc mà mình trang trí như vậy thì mình có bị vượt quá cái ngân sách mà mình đã chuẩn bị dự tính cho cái quán cà phê này không? Thật ra là vượt qua rất là nhiều. Cái lúc đầu dự tính thì em áng chừng một con số nó nhỏ hơn cái con số mà em phải bỏ ra khá là nhiều. 7 không? 7 hay 8? Anh này sao lại thế? Vượt 50%. Vượt 50%? Dạ. Lại tiếp tục là đập ống heo bỏ tiền túi ra nữa hả? Dạ. À, nhưng mà có được sự tài trợ của gia đình không? Tương lai là em có dự định là sẽ phát triển thêm nhiều cái chuỗi cà phê giống như vậy không? Trời, có chứ anh, mở được nhiều thì kiếm tiền. Chứ mở một cái này, em nói thật, mở cái này em không có tiền luôn á. Mở một cái này lỗ quá trời. Thật ra là không lỗ đến mức mà, nếu mà lỗ nhiều là em đóng cửa rồi. Nhưng mà không lỗ đến mức mà em phải đóng cửa. Nhưng mà mở một cái chắc chắn theo cái bài toán kinh doanh là em phải mở được nhiều thì em mới có tiền. Còn nếu như mà mở một cái thì nó chỉ là đam mê thôi chứ nó chưa phải là tiền. Bây giờ em nuôi nhiều con mèo như vậy thì bây giờ em kiếm một người nuôi em đi thì em có thể mở được nhiều cái. Thật sự là em rất muốn được có một đại gia nào đó. Tự nhiên đại gia cái em nhút bắt, em nhút tóc là sao? Chăm sóc cho cuộc đời em, nhưng mà em cũng không biết nữa, cái số của em nó như thế đấy anh. Cái số của mình nó phải bôn ba, nó phải lao động. À. Đấy. Khổ thế đấy, chứ cũng muốn lắm. Rồi bây giờ thì trước khi mà khép lại cái chương trình này thì anh sẽ có một cái thử thách nhỏ nhỏ dành cho em. Bởi vì cái thử thách đầu tiên của chương trình là em đã fail rồi đó. Thì bây giờ anh sẽ có một cái thử thách để giúp em gỡ lại hình ảnh của em. Em làm cái sữa chua Miss T đúng không? Thì anh tính là anh nghĩ là cái tình bạn của tụi em với lại Miss T nó rất là khăng khít, rất là bền chặt, chị em lắm. Cho nên là bây giờ thì anh sẽ có một thử thách và em sẽ gọi điện cho Miss T, em bảo là đang chuẩn bị mở quán Catholic 2 ở quận 3 mà đang thiếu 100 triệu. Giờ mượn Miss T 100 triệu để mở quán. Bây giờ là anh muốn em vay tiền nó đúng không? Vâng. Mà phải 200 triệu đi cho nó cho nó dễ chứ 100 triệu nghe thường quá. Rồi, ok. Vâng. Gì chứ mấy này bọn em dễ lắm. Nó không cho đâu. Không cho. Anh đừng ngủ quá. Nó không nghe máy luôn ý anh. Nó nghỉ chơi em lâu rồi. Con này nó ghét em lắm. Đấy, nó nhìn thấy tên em hiện lên là nó không nghe đâu anh. Tức lắm. Trời ơi. Quý khách vui lòng để lại lời. Đó. Mượn tiền là bây giờ đâu có ai chơi nữa. Mà còn bị đặt tên sữa chua Miss T. Ra cái vẻ thân lắm nhưng mà thật ra không thân anh ơi. Ra vẻ thân chị em đồ. Online 16 phút trước mà dám không nghe điện thoại của em. Con này nó chán sống rồi. Em làm gì đó? Em có dám làm gì nó đâu anh. Em nói em hùng hồn em làm gì đó. Hôm qua em thả 30 con mèo trước nhà nó hả? Rồi nó không nghe luôn anh ơi. Quá buồn. Còn bé nào nữa? Còn bé streamer gì nữa? Pinpu. Pinpu đi. Pinpu nhá. Trời ơi, bây giờ mà em nói là em gọi mà không đứa nào nghe thì chắc là anh cười em chết mất. Rất tiếc. Alo. Nghe. Alo, đang làm gì vậy? Đang nhà này. Bảo này cái. Không. Sắp tới chắc kiểu mở thêm một cái quán nữa ấy. Nhưng mà chưa đủ tiền. Có gì cho vay ít đấy. Được hả? Mở luôn hả? Ừ, định mở kết hôn lít 2 nè. Quận 3 nè. Mở đâu? Mở quận 3. Mà tiền đắt như vậy. Bao nhiêu? Thì có nhiều sẵn sàng cho vay nhiêu để tính nào. Mẹ mày nói bao nhiêu, mày nói cho tao chuẩn bị. Có 100 không? 100 hả? Ừ. Ok luôn, 100 thì dễ. 100 dễ thế lên tí đi mà. Dễ là sao, mày cần bao nhiêu? Thật ra là tao cần 200. 200 hả? Ừ. Ừ, cũng được. Nhưng mà đây là hỏi nè. Ừ. Mở quán nó bao nhiêu? Mở quán chắc cỡ 2 tỷ á. Đây.
Ok. Để cho bạn vay 200 nhá. Ok. Ồ nhưng mà không biết, nhưng mà vay 200 xong rồi phải từ từ bạn mới trả được chứ, bắt trả liền là không có tiền đâu. Ok, là trả không được. Nào tao còn tao đòi không? Cảm ơn chị Uyên, yêu quá. Đấy anh thấy không? Trời ơi, mượn tiền dễ sợ cái gì? Em nói rồi, em nói thật. Đây nè, con Thi nó on rồi nè, để em gọi con Thi luôn nha. Gọi Thi. Nước Thi thì chắc nó không mượn. Mượn Thi 300 cho anh. Alo, đang làm gì đấy? Đang ra quán nè, sao vậy? Bảo này cái. Sao? Sắp mở cái Catholic 2 á, cho vay ít tiền đấy. Mày là làm content rồi đó gì? Không hề làm content, đầu năm sau mở cái quán 2 này. Tao không livestream mày điên hả? Tự nhiên livestream gì giờ này, 4 giờ chiều mà. Nó không lên bất kỳ một mạng xã hội nào hết. Bây giờ ta hỏi là có tiền không cho vay, tại vì thiếu cái này, vừa mới gọi vay Uyên Vu được 200 này. Vay Uyên Vu được 200 mà. Rồi muốn vay bao nhiêu? Thì có không có nhiều cho nhiều. Bây giờ bạn thiếu thôi, thiếu quá nè. Có nhiều cho nhiều. Được, 300. Cho bạn 300 đi. 300 hả? Tổng cộng là 500. Để làm cái clip 2 ở lòng 3 hay là làm cái mới? Làm cuộn 3. Cuộn 3 hả? Vậy thôi để tao góp vốn đi. Không, bay cơ không thích góp vốn. Mày điên hả? Rồi. Ý mẹ mày. Thế cho bay 300 nha. Nhưng mà khi nào phải kiểu hồi trả chứ. Nhưng mà phải hồi một tí mới trả được chứ, đòi trả ngay không có tiền đâu. Vậy thì không sao, mỗi tháng sao mình trả cái khác cũng được. Trả cái khác là gì Ti? Thì cái này cho lấy lời riêng thôi. Không, chị em với nhau thì không có lấy tiền mà làm gì. Nhưng mà biết không, ta lấy lỗ làm lời cũng được, không sao. Thế thì chốt đơn cho bạn vay 300 nha. Có gì cuối tháng này bạn lấy nha. Nhưng mà nhớ lấy lỗ làm lời nha. Rồi, cúc đi. Cúc gì, mượn tiền như cây giấy. Rồi á, được 500 nha anh, kêu vòng được 500. Hai cuộc điện thoại mà vượt được 500 triệu. Cái này em quá dữ. Cái này em không phải nói điêu chứ, bạn bè em ít như lúc nào alo gọi điện là có tiền. Trời ơi, hay thiệt luôn. Nhưng mà chắc chắn phải nghe nó chửi nha quý vị. Nó chửi một chập rồi nó mới cho tôi mượn tiền. Phải nghe chửi trước đã. Nhưng mà được cái bạn bè em là lúc nào alo cái cần cái là lên đường. Không hỏi lý do, không hỏi nhiều. Cũng là một phần tại vì họ tin tưởng mình. Anh nghĩ là chắc là mình cũng uy tín đó. Mình uy tín trong cái cách làm việc, với lại người ta cũng thương mình đó. Là đối với bọn em thì cái nếu mà có là sẵn sàng bọn em luôn luôn là giúp đỡ nhau. Hiếm khi nào mà bọn em vay tiền nhau mà bọn em lại hỏi là khi nào trả được hay là làm gì đó. Chỉ tin tưởng và đưa tiền thôi. Thế thì cũng khá là thú vị qua cái thử thách vừa rồi. Vậy là về rồi, thử thách kia cái thua sắp mặt. Tự nhiên giờ cái thử thách này cái lại gỡ lại lấy lại hết thể diện. Lấy hết thể diện đã có luôn. Trước khi mà khép lại cái cuộc trò chuyện này thì em có một cái lời cảm ơn nào đó một cái người ân nhân hoặc là một cái người nào đó đã đồng hành hỗ trợ em từ khi em lập cái quán cà phê này không? Thật sự thì để mà nói những cái người mà em cần cảm ơn ấy, thì rất là nhiều. Nếu như mà để em kể tên ra chắc đến ngày mai luôn á. Những cái người đã đồng hành cùng với em, giúp đỡ em để em có được cái quán như ngày hôm nay thì em thật sự em rất cảm ơn tất cả mọi người đã ở bên cạnh em những cái lúc mà em cần. Cái thứ hai nữa là cái ước mơ của em á, là em sẽ mở được cái Catholic này thành chuỗi. Mà đương nhiên thì đấy chỉ là ước mơ thôi, mà em không biết em có thực hiện được hay không, mà em sẽ luôn luôn cố gắng làm việc và phấn đấu cho cái ước mơ của mình. Theo anh á, thật ra pha nước hay là cà phê á, ở bất kỳ cái quán nào đi nữa, nó không phải đơn thuần chỉ là một uống một cái ly nước ngon, mà quan trọng là cái trải nghiệm của các khách hàng người ta uống một cái ly nước đó. Thì cái trải nghiệm ở đây của em đó là sự khác biệt khi mà có thể giúp đỡ cho những bé mèo bị bỏ hoang. Đó là một cái ý nghĩa rất là lớn của cái quán cà phê này. Và thông qua cái cuộc trò chuyện này thì cũng hy vọng là sớm em sẽ mở được cái quán Catholic 2. Mà biết đâu anh lại tiên tri đúng, năm sau mở cái ở quận 3 thì sao, đúng không? Cảm ơn em rất là nhiều. Thật sự là anh rất là vui khi mà được trò chuyện với em. Và đến cuối cùng thì cái con quái vật trong em nó đã trỗi dậy thật sự. Nó không còn ngủ yên như cái lúc ban đầu chúng ta đã trò chuyện và tiếp xúc với em nhau nữa. Em đã thật sự em đã cố gắng dìm nó xuống rồi, nhưng mà tại anh đó. Dễ gì, khi mà bất cứ ai mà nói chuyện với anh rồi thì cái tính cách của họ sẽ không bao giờ giấu được hết. Dạ, yeah. Cảm ơn em rất là nhiều, chúc em ngày càng thành công nha. Em cảm ơn anh Nguyên Khang và chương trình đã đến tham quan quán của em ngày hôm nay và cho em cơ hội được lên sóng. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Quán Lạ Thành Quen. Hẹn gặp lại quý vị vào số phát sóng tiếp theo của chương trình vào lúc 15 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Tôi là Nguyên Khang.
và khách mời Linh Ngọc Đàm. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.